Như Huỳnh mến chào quý khách, chào cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ. Và trước mặt ảnh nhỏ thì cả nhà mình đang xem đây là lô mai của bên vườn mai của em ha. Và hổng gài thì Huỳnh bán loại này chỉ có 130.000 một cây. Và đây cả nhà xem nè, trời ơi, củ đế thì nó to đùng luôn, còn nụ nó nùi nùi luôn nè cả nhà. Nụ nụ nè nằng luôn ha. Và đây cái lô mai này là hổng gài là khách rất là thích luôn. Phải nói là vừa mini để bàn nè, rồi nó nhỏ gọn nữa cả nhà, mình để thích hợp mọi không gian. Và cái lớp sơ dừa này nè, nó cực kỳ cứng cáp luôn. Cái bầu này là khi mà em ship em bỏ chậu ha, em bỏ chậu ra rồi em quấn bầu em gửi đi là khách rất rất hài lòng về cái lô mai này. Rồi đó cả nhà ơi, chút xíu nữa thôi nha, cả nhà mình đợi em chút xíu nữa thôi thì cả nhà sẽ thấy nha. Ủa chuyện từ đây hả? Rồi đây cả nhà, đợi em một tí xíu. Trời ơi, đây cả nhà xem nè ha, cái nút nụ đây ha, đó nó như xương cá luôn. Và đặc biệt đây là mai giảo Hữu Đức 8-12 cánh, nút nụ nó khá to và toàn. Thì đây là mùa em nuôi được 2,5 mùa rồi, 2,5 mùa trong mấy chậu như thế này ha. Củ đế nè cả nhà xem đó. Bây giờ em sẽ quay cho khách xem một số mẫu đế, đa số là đế quái, đế nở và đẹp lắm cả nhà ơi. Đây ha, trời ơi cái cây nè, đó cũ nè ha, cái chột quá cây á, là cỡ như ngón giữa của Quỳnh luôn á nha. Đó ha, rồi cái tàn thì có tàn nó tròn, có tàn nó cũng không được tròn lắm nha cả nhà, nó đang hoàn thiện tàn bởi vì nó chỉ 2,5 mùa thôi. Thì có một số em cũng đang chỉnh sửa dây. Đây cả nhà, trời ơi cái đế nè, đó cái tàn nè ha, tàn thì nó không có được bự lắm ha, hàng 130 tàn không có bự lắm, nhưng mà đa số nè cũng có chi cành nhánh. Về chiều cao thì cũng khoảng 2 gang tay em á, là 36 cm ha. Đế nè cả nhà, nút nụ nè, nói chung mình chơi mini được nha. Đó, với cây nhỏ gọn, nhỏ gọn để bàn đó. Rồi thì hoa của nó nè, hoa buổi chiều rồi nè, chứ mấy này nó lớn nha cả nhà, 8-12 cánh á. Rồi tiếp nè, trời ơi cái cây này cưng ghê luôn nè, phần chậu nè cả nhà. Đó, khi mà em xách nguyên một cái bầu lên như vậy nè, rồi em bó bầu ha, cây mini gõ gọn, cây này lùng lực nè, lùng lực khoảng cỡ con gan mấy tay em thôi. Rồi cái đế nè cả nhà, trời ơi cái củ nè, đó 130.000 một cây thôi, và 4 cây em bao phí cho mình nha. Trời ơi coi nè, rồi cây nói chung là tàn nó không có được bự lắm nha cả nhà, nhưng mà nút nụ là hết biếu luôn đó, bao nụ luôn nha cả nhà. Rồi cây này thì quả thật là cứng cáp. Cả nhà ơi, có những cây nó đang hoàn thiện tàn á, thì về mình chơi tết xong á, mình nuôi cái mình đôm lại tí xíu cái nó ra cái tàn lại giúp em nha. Cái này thì đa số nó không có tròn dình như là hàng 3-4 mùa ha. Cái này nó chỉ mới 2,5 mùa thôi mà, nhưng mà cực kỳ rồi, như vậy là cây cực kỳ lắm á cả nhà, nó cứng cáp à, chỉ có 130.000 và 4 cây em bao phí vận chuyển, 10 cây em tặng một nha. Đế quái nè, đế này nó không phải là so, không phải bí, không phải rắn gì hết á, nhưng mà nó quái cả nhà, nó quái vô cùng. Trời ơi, cây như này thế này ha. Rồi chuyến xe này là chuyến xe lam cuối cùng, chuyến xe lam cuối cùng của cái lô này luôn á nha cả nhà. Ai yêu thích thì hãy nhanh tay alo số điện thoại của mình là 0949234525. Và anh xe lôi đồng hành với em á, là hết cái lô hàng này á, là coi như là em hết trơn luôn. Cái lô mà nó cứng cáp như thế này nè, là em cả nhà hãy nhanh tay chọn ha. Thì số lượng mình cũng có khoảng xe này chắc khoảng cỡ 150 cây ha, khoảng 150 cây đó. Anh chuyến xe 5 chiều, đúng chuyến xe 5 chiều luôn. Rồi ha, ai thích thì alo em nha. Đây một số cây nó dày dày nè, để em diễn tả nha. Thị thần dưới nè, nó cũng cỡ mấy ngón tay em nè, nó lên nó có mấy cái nhánh như vậy. Mình về mình chơi mini đi cả nhà, mình chơi mini nhỏ nhỏ gọn đi, xong rồi cái qua rồi mình đôm lại, mình nuôi tàn tròn ha. Chủ yếu là cái đế nó đẹp đi cả nhà, rồi mình nuôi cái tàn sau ha. Giờ mà cái tàn bự á là Quỳnh không có, tại vì cái lô này mình bán 130 là tàn nó chỉ như vậy thôi ha cả nhà ha. Ồ con nút nụ nè, khiếp ghê luôn, mini để bàn được. Rồi
chơi qua Tết thì cái mình chăm lại. À, khách cũng hỏi Quỳnh chăm lại liệu sống không? Là sống nha cả nhà, nếu như mình chăm là sẽ sống, nó rất là đơn giản. Chỉ cần á, qua Tết thì mình bỏ ít phân, rồi cái xong mình thêm phân mới vô ít cây, mình tưới dưỡng rễ, rồi mình nuôi. Ai có đất thì mình trồng xuống đất mô, bầu V6 mình trồng nha cả nhà. Thì nó cũng dễ sống lắm ha. Đơn giản là chúng ta hàng tuần hoặc là 10 ngày tưới dưỡng rễ. Rồi lâu lâu thì khoảng cũng đồng thời tưới dưỡng rễ cũng có thể bón, bón phân tạo tạo đọt cho nó mập đọt, ví dụ vậy đó. Thì nó cũng đơn giản, nó không có cực, cũng như cây ăn trái thôi. Đây mọi người, lâu lâu thì xịt sâu, xịt lá rồi này kia thôi. Rồi ha, nói chung là chuyến xe cuối cùng. Nên cả nhà hãy alo cho Quỳnh số điện thoại là 0949234525. Và em sẽ xếp hàng gửi cho cả nhà mình qua đường bưu điện. Nên là mọi người cứ an tâm, Quỳnh đóng bằng thùng xốp, bó bầu cẩn thận. Ủa cái cây này, ủa cái củ nè, bó bầu cẩn thận ha. Và rồi đừng có nhờ Quỳnh nó là lấy cái cây tròn dình và nó đủ tàn chi là không có. Nó đang hoàn thiện cái tàn thôi, bởi vì lô này mình bán 130.000 là chỉ có 2,5 mùa. Nó không như hàng 3 mùa, 4 mùa lúc trước mình bán ha. Nên là cả nhà mình hãy thông cảm, nếu mà thấy có thể sợ, có thể yêu thích những cái cây như thế này thì alo cho em ha. Số lượng là một cây là 130.000 nè, 4 cây em bao phí và 10 cây em tặng một. Kết thúc video thì em rất là cảm ơn khách hàng đã theo dõi và ủng hộ em thời gian qua. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau.